Một cái em đầm siêu sang chảnh này các chị, mẫu em đang mặc trên người bạn sản phẩm 1491 nha, đủ size nha các chị ơi, dễ mặc cực kỳ luôn. Từ 40kg cho tới tầm 65-66kg, em tối đa em tầm 85-86 độ về, cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái. Với cái dáng đầm suông chữ A như thế này thì cái khi mà cả nhà mình diện lên á, nó sẽ che khéo được cái vùng bụng rất là tốt cho các chị mình luôn ha. Em may cho mình phong cổ sơ mi cho khi cả nhà mình diện lên thì mình có thể mặc đi chơi, đi tiệc, đi làm thoải mái thả ga luôn, rất là sang luôn này các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1491. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1491. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ nha các chị ơi. Hôm nay sale rẻ cho cả nhà mình, chỉ còn có giá tiền là 299.000 đồng duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay nha. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng nha các chị. Các chị mình đặt hàng nhanh chắc chắn là sẽ có đơn ha. Còn chị khách nào mà mình đặt hàng chậm và nó hết hàng uổng nha các chị ơi. Lên đơn thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn ạ. Mã hàng với số điện thoại cho mình là được nha các chị. Sale ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1491 sale rẻ cả nhà, giá bao nhiêu ạ? 299.000 đồng duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay, mã sản phẩm là 1491. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1491 nha. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng nha các chị ơi. Cố gắng mình đặt hàng thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn ạ. Mã số với số điện thoại cho mình là được nha cả nhà. Sale ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn ạ. Mã hàng với số điện thoại cho mình là được cả nhà nha. Sale ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên giùm em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1491, giá bao nhiêu cả nhà ơi? 299.000 đồng duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay nha. Một cái em đồng quá sang luôn các chị, 1491 hôm nay sale rẻ 299.000 đồng thôi ạ. Nền vải của em nó màu trắng nha và có phối với mình những cái họa tiết rất là lạ mắt. Váy mang cho cả nhà mình một lớp kèm luôn cả hai cái túi hai bên và có khóa kéo đằng sau lưng ha. Mẫu đang mặc trên người 1491, đầm em mang cho mình dán chữ A, trên khi cả nhà mình diện lên thì sẽ che khéo được cái phần bụng rất là tốt. Chất liệu vải măng tô đảm bảo làm chiều lòng cả nhà mình luôn. Vải này khá là dày dặn hay các chị, vải xịn đẹp lắm các nhà ơi. Hàng vải măng tô đợt này về cho mình đúng một cái mẫu đầm này luôn đó. Mã sản phẩm 1491 hôm nay sale rẻ nha các chị, 40 cho tới 65-66kg cho em. Eo đo dưới 86 nha, mặc đẹp thoải mái nha các chị, chỉ còn 299.000 đồng thôi. Giá cũ bình thường mình săn bao nhiêu các chị ạ? Giá cũ bình thường là 450 đúng không? Em sale rẻ lắm là 399, nhưng mà ngày hôm nay chị khách nào đặt hàng trong livestream này bất ngờ sale xuống cho mình luôn, có 299.000 đồng thôi. Từ 40kg cho tới 65-66kg, em tới đây tầm 85-86 độ về, cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái cho em luôn ạ. Chị nào mà đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm nha các chị. Này vải của em nó màu trắng nè, họa tiết màu đen nhìn rất là bắt mắt luôn, và với cái họa tiết này cả nhà mình mặc lên ha, nhìn tạo cảm giác nhìn cái người của mình rất là gọn luôn ạ. Đồ may mỗi chị xuất sắc nha các chị. Tuy rằng là dáng suông nhưng mà em may phải nói cái form cực kỳ đẹp cho cả nhà mình luôn ạ. Mang cho cả nhà hai túi nha các chị, lên form đẹp quá các chị ơi. Chốt ngay kẹo lỏ này các chị, có 299.000 đồng thôi. Chất măng tô dòng 7 cao cấp cho cả nhà mình luôn nha. Chị Thu Hà ok có đơn hàng luôn ạ. Chị Hồng Thấm ok chốt, chị Nguyễn Phụng có đơn hàng 1491 luôn. Đặt hàng cho em xin mã số, em thấy có một số chị đặt hàng thiếu mã rồi nha. Đặt hàng cho em xin mã số sản phẩm và chị khách nào đặt hàng thiếu mã số sẽ bị bỏ qua đơn mà chưa có được chốt sale đâu ạ. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1491 nha. Hôm nay em sale rẻ cả nhà, giá bao nhiêu ạ? 299.000 đồng thôi. Chỉ còn có giá tiền là 299.000 đồng duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay. Chị khách nào mà đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1491 kèm số điện thoại nha các chị. Chất măng tô vải khá là dày dặn nè, nên form trộn dáng may một lớp có luôn cả hai túi. Ở đây em cao 1m65, đầm này mặc qua gối nha các chị. Chân váy có sẽ tà giữa cho cả nhà mình và có khóa kéo nằm đằng sau lưng. Mã sản phẩm 1491, chị khách nào mà đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Chị Ngọc Hường ok chốt 1491 luôn ạ. Còn chị nào mình đặt hàng đầm này nổi nhanh tay lên đơn sớm cả nhà ơi. 1491 kèm số điện thoại mấy màu vậy em? Dạ được đúng một màu luôn các chị, được đúng một màu và chỉ có được cho mình là hở có một đợt là em qua luôn chứ em không có về đi về lại luôn. Chị nào mình đặt hàng trong bài livestream này nhanh tay chốt đơn cho em tư vấn 1491 kèm số điện thoại. Hôm nay sale rất là rẻ cả nhà ơi, với giá tiền bao nhiêu nè? 299.000 đồng thôi, chỉ còn có giá tiền 299.000 đồng duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng nha. Các chị mình đặt hàng nhanh chắc chắn sẽ có đơn, còn mình đặt hàng chậm là nó hết hàng các chị ạ. Nhanh tay lên đơn sớm nào các chị.
chị. Dùng luôn cho chị 1491 CXL đem. Ok, có đơn hàng luôn ạ. Còn chị khách nào mình đặt hàng nữa mình tranh thủ 1491 hôm nay sale rất là rẻ nha các chị, 299.000 đồng duy nhất trong bài live stream ngày hôm nay. Có giao hàng không shop? Có chị yêu ơi, thấy em bán trên live stream là chắc chắn là có giao tận nhà rồi ơi chị. Và khi chị nhận được hàng tại nhà, chị sẽ được quyền kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán nha, rất là uy tín và cực kỳ chất lượng cho mình luôn. Cả mình chỉ cần mua hàng bên shop em một lần thôi là các chị mình nghiện liền luôn á. Đồng bên shop này cũng đã đồng hành với cả nhà mình 5-7 năm nay rồi, cho cả nhà mình cứ yên tâm đặt hàng nha. Em chào chị Thúy Hoàng ạ. À, chào cả nhà mình mới vô. Mẫu em đang mặc cái người mã sản phẩm 1491 cả nhà ơi, nhanh tay lên đơn sớm nè các chị. Dáng đồng phong suông nha, trụ nó đẹp lắm nha ơi. Nhìn trên livestream đẹp một thôi chứ về nhà mà mình nhận được hàng á, phải nói em nó đẹp gấp đôi. Chị 63 ký size em giả dạ, size hết đó chị. Nhưng mà chị em báo trước với mình nha là size M với lại size 2XL thì nó đã gần hết hàng rồi nha các chị. Chủ yếu là hiện tại bây giờ em chỉ còn size L và size XL cho mình thôi. Còn size M hiện tại em chỉ còn có 5 cái và size 2XL cũng còn 5 cái luôn. Đó, size M với 2XL chỉ còn 5 cái thôi mỗi size nha các chị. Tính là nó đã gần lẻ size rồi. Hôm nay sale rất là lớn cho mình. 299.000 đồng thôi ạ. À, mã sản phẩm 1491. Chị nào mình đặt hàng thì ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm đó giùm em tư vấn qua chờ hàng nha các chị. 1491 kèm số hỏi hôm nay sale rất là rẻ cho cả mình trong livestream luôn. Chỉ còn có giá là 299.000 đồng thôi ạ. À. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh chắc chắn có đơn, còn mình đặt hàng chậm nó hết hàng uổng nha các chị. Chị 49 kg em 49 kg mặc size M vừa đó chị ạ. À. Eo 84 size gì em dạ, eo 84 mình mặc size 2XL cho em là đẹp luôn nha chị ơi. Cố gắng mà đặt hàng thật là nhanh cho em rồi 10 giây cuối cùng kiểm tra lại giúp em cả nhà. Có chia sẻ livestream chưa nè? Chia sẻ livestream liền từ 450 giảm xuống chỉ còn có 299.000 đồng thôi một cái em đồng sơ mi trước vải văn măng tô. Và đây là cái dòng vải cao cấp nha các chị, không phải là vải thường đâu, vải siêu xịn luôn, 299.000 đồng thôi à. Giao hàng tận cửa nha các chị, mã số 1491, số điện thoại vào nữa mình em tư vấn luôn này các chị ơi. Rồi còn chị khách nào mình đặt hàng nữa mình tranh thủ cho em nha. 1491 giá 299 thôi à. 1468 hôm nay em sale rẻ nha các chị, còn có hai size à. Hôm nay sale vừa bán vừa tặng cho cả nhà mình luôn. Từ 55 cho tới 68 kg cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1468. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ nha các chị, cái ga màu xanh nhìn rất là bắt mắt cho cả nhà mình luôn ha. Tay lỡ cho cả nhà mình vay hơi phòng một chút xíu nha các chị, có khóa kéo nằm đằng sau lưng. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1468. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm nha em nha các chị. Với cái ga màu xanh rồi nhìn rất là ưng luôn các chị ơi. Nhìn cái em đầm này cái vải đẹp ha các chị, nhìn một phát là mình ưng liền. Mẫu đang mặc trên người mã số 1468 hôm nay em sale rẻ. Chỉ còn có giá tiền là 249.000 đồng duy nhất trong bài live stream ngày hôm nay. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm nha em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Sale rẻ cả nhà ơi, có 249.000 đồng thôi một cái em đầm sơ mi cái màu xanh, nhìn một phát thôi là mình ưng liền các chị, ưng cái bụng liền. Đầm này chỉ có hai size thôi, XL và là 2XL, 55 cho tới 68 kg mình mặc đẹp thoải mái. Và eo tối đa em 75 cho tới là eo tầm 88 đổ về cả nhà sẽ mặc đẹp cho em nha. Vải đẹp với chất là vải chiếc phong này đảm bảo làm hài lòng tất cả các chị em mình luôn. Váy đẹp, hàng vải này vệ sinh các chị, vải này quá đẹp luôn. Hai lớp kỹ lưỡng cho mình, có khóa kéo nằm đằng sau lưng. Giá của em bán là 420 nha các chị. Giá của em bán trên 400.000 đồng ngày hôm nay. Chị khách nào mình đặt hàng có chia sẻ về livestream này của em, gấp gấp vào liền livestream nha các chị ơi. Cái đầm này quá đẹp luôn á các chị, bán rất là chạy luôn. Em hết hai size nhỏ rồi nha các chị ơi, em hết hai size ML rồi, em chỉ còn hai size lớn thôi, XL và lại 2XL, 55 cho tới 68 kg mình mặc đẹp thoải mái nha. Cái ga màu xanh rất là dễ mặc này các chị. Và cái ga màu này mặc lên rất là tôn da cả nhà nha, da trắng mà cùng đẹp da ngâm. Chị khách nào diện lên cái em đầm này mặc lên nhìn trắng tươi luôn các chị. Có đúng cho mình một màu duy nhất, mã sản phẩm là 1468. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm nếu giùm em tư vấn và chờ hàng nha các chị. 58 kg mình mặc size XL là vừa nha chị. 47 kg có size em hết rồi chị ơi. Hiện tại shop hết size M và L rồi, và tất cả những mẫu đồng bên shop em á em về cho mình được một đợt là em qua luôn chứ em không có về đi về lại. Ngày hôm nay chị khách nào mình đặt hàng cái em đầm này thì mình comment liền phía dưới cho em tư vấn và chờ hàng luôn là 1468 và kèm luôn cho em cái số điện thoại giá bao nhiêu cả nhà. 249.000 đồng duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay, mã sản phẩm là 1468. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm giúp em tư vấn và chờ hàng nha. Trước lời vậy chúc mừng cả nhà mình, mềm rũ này các chị, hai lớp mặc rất là mát, may vai hơi phồng một chút xíu mặc không sợ bị chật quắt tay nha các chị. Phần cổ tay sẽ được may gập bẻ lên cho cả nhà mình và có phối như cả những cái cúc ngọc trai ở đây làm điểm nhấn này các chị. Và cái cúc này em cũng may vô luôn nha. Trời ơi cả nhà ơi, từng cái đường may phải nổi siêu đẹp luôn, cả nhà nhìn giúp em.
hàng chuẩn bán shop cho cả nhà mình, 420 mà giảm xuống chỉ còn 249.000 là ngày đồng thôi đó. Chị nào mà mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng nha. Các chị mình đặt hàng nhanh chắc chắn mình sẽ có đơn, và chỉ đặt hàng nhanh khi mà cả nhà mình đã được các bạn chốt đơn gửi hàng rồi nha các chị đó. Còn chị nào mà mình chần chừ suy nghĩ 2-3 ngày hôm sau hả, mình quay lại đây mình mua hàng, thật sự mà em nói thiệt với cả nhà mình không có còn đâu. Hôm nay em sale rất là rẻ luôn, rất là nhiều chị đặt hàng trong livestream này. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ. Chị Thanh Hà thấy chị không? Em thấy chị ơi, mình cứ việc lên đơn đây chị. Chị Nguyễn Thơm có đơn hàng luôn nè, 63kg 2XL chị ạ. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm 1468. Đặt hàng cho em xin mã số sản phẩm vào 1468 và kèm luôn cho em cái số điện thoại. Ở đây em cao 1m65, nằm em mặc vừa tầm phủ gối nha. Trước lời vải đẹp quá cả nhà ơi, ưng lắm luôn á. Chỗ vải xịn cả nhà, vải chiếc phong cao cấp cho cả nhà mình. Hàng vải chiếc phong rất là đẹp cho cả nhà luôn. Mặc lên phải nói là nó mát rùi rụi luôn chị yêu ạ. Giặt tay giặt máy được cho em, không hề sợ bị nhăn nha. Mặc lúc nào nó cũng mềm rũ và mát như thế này này các chị. Chị có giá tiền là bao nhiêu ạ? 249.000 đồng thôi, vải siêu đẹp luôn ạ. Cổ sơ mi này ha, mặc đi chơi, đi tiệc, đi làm cho em rất là sang. Cái gam màu này về nó quá đẹp rồi các chị. Từ trước cho tới bây giờ đây là lần đầu tiên cái gam màu này về hàng bên shop đó các chị yêu. Hôm nay em sale rẻ có 249.000 đồng ha. Đầm sơ mi mặc lên form rất là lịch sự luôn. Mà form em may cho mình cũng gầy dạng như là form rất là đẹp luôn các chị ạ. Dạ 62kg mình mặc XL là vừa nha chị. Em với 82 mình mặc 6XL cho em đi. Thì cái form này á thì em may nó cũng hơi thoải mái. Rồi 55 cho tới 62kg mình mặc 6XL, 62 cho tới 68kg mình mặc size 2XL cho em là vừa nha. Sale rẻ 249.000 đồng thôi ạ. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm 1468. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1468 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha các chị ơi. Chỉ còn có giá tiền là 249.000 đồng duy nhất trong bài lại trên ngày hôm nay. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha các chị. Mã số với số điện thoại cho em 67kg và size em 67kg 2XL nha chị. Thường thường những cái mẫu đồng khác bên shop em là tới 65kg thôi. Nhưng các em váy này là tới 68kg cho mình luôn đó. Chị nào mình đặt hàng mình tranh thủ. Váy mấy màu mà em giả được một màu chị, váy này đẹp lắm. Hàng chiếc phong vải cực đẹp chị. Em muốn về nhiều mẫu luôn, nhiều màu cho mình dễ chọn luôn á các chị. Nhưng mà không được cả nhà ơi, đợt này chỉ về cho mình được có một màu vậy thôi. Đó, bán chạy hết hai size nhỏ rồi, bây giờ chỉ còn có hai size lớn thôi à. 55 cho tới 68kg. Chị nào mình thấy bài livestream ngày hôm nay nhanh chóng vào liền chia sẻ livestream này, em lên đơn cho mình luôn. Từ 420 xuống chỉ còn có 249.000 đồng nha. Đừng quên chia sẻ livestream với shop 3 lượt nha các chị yêu ơi. Không có cần phải chia sẻ nhiều đâu, 3 lần cho em thôi là được này các chị. 1468 kèm số điện thoại chị Ngọc Linh, chị Thảo Thảo ok có à. Chị Ngọc Bảo có đơn hàng 1468 giả 249.000 đồng thôi chị. 10 giây cuối cùng cả nhà ơi, không có mã số sẽ bị bỏ qua đơn và chưa có được chốt sale đâu. Được kiểm tra hàng không em? Dạ được chị yêu nha. Mình đặt hàng bên shop thì mình sẽ được quyền kiểm tra hàng trước khi mình thanh toán. 249.000 đồng nha các chị. Mã số là cả nhà ơi 1468 kèm số điện thoại liền cho em tư vấn và chờ hàng luôn nè. Chỉ còn có giá tiền là 249.000 đồng duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giúp em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn ha. Mã số với số điện thoại cho em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn ạ. Rồi cố gắng mình đặt hàng thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn ha. Cố gắng mình đặt hàng thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn ạ. Mã hàng với số điện thoại cho em là được nha các chị. Chốt ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giúp em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn nha. Mã hàng với số điện thoại cho em là được nha các chị. Mẫu em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1468. Đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1468. Chị nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giúp em tư vấn và chờ hàng nha các chị. 1468 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được cả nhà nha. Sale ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên giúp em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn ạ. Mã số với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Sale ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Chị nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giúp em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn ạ. Mã số với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Nhanh tay lên đơn thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn. 1468 kèm số điện thoại. Đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1468. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giúp em tư vấn và chờ hàng nha các chị ơi. 1468 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được cả nhà ha. Sale ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giúp em tư vấn và chờ hàng luôn ạ. Chỉ còn có giá tiền là 249.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay thôi.
Tiếp tục lên cho cạnh 11, cái em đầm sơ mi quá là sang chảnh luôn các chị ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1475 ha. Đầm này thiết kế sẽ là cổ sơ mi cho cả nhà mình tay lỡ nha các chị, vai may hơi phồng một chút xíu, mặc lên không sợ bị chọc bắp tay luôn ha. Cổ tay được may gập bẻ cho cả nhà mình, nhấn phần eo dáng đồng phong xòe, váy may hai lớp có khóa kéo phía sau lưng. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1475. Chị khách nào mà đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em tư vấn qua chờ hàng nha các chị. Hôm nay sale rẻ cho cả nhà mình trong bài live stream ngày hôm nay luôn, với mức giá bao nhiêu cả nhà ơi? 299.000 đồng duy nhất trong bài live stream ngày hôm nay nha. Chị khách nào mà đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn nè. 1475 kèm số điện thoại, đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1475. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn ha. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Chốt ngay trong bài live stream ngày hôm nay, không có áp dụng ở ngoài nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn ha. Các chị mình đặt hàng nhanh chắc chắn là sẽ có đơn nha các chị, còn chị khách nào mình đặt hàng chậm nó hết hàng ổn nha. Lên đơn thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn nè. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1475, chỉ còn có giá tiền bao nhiêu cả nhà ơi? Chỉ còn có giá tiền là 299.000 đồng trong bài live stream ngày hôm nay nha. Xinh quá các chị ạ, chúc ngay kẹo lỡ nha các chị. Em đầm sơ mi 1475 cả nhà mới vừa về luôn và sẽ sale luôn cho cả nhà mình một cái giá rất là rẻ. Đầm thiết kế sale của sơ mi nha, tay lỡ cho cả nhà mình vay may hơi phồng một chút xíu, chị nào có phần bắp tay to hay là vay ngang thì mình không có sợ bị lộ nha các chị. Mặc lên rất là đẹp luôn, vừa tay lắm nha cả nhà. Phần cổ tay thì em sẽ may cho mình gập bể lên và đã cố định bằng một cái đường chỉ chắc chắn nha, khi mà mình diễn lên á không có sợ nó bị rũ xuống nha. Rồi nhấn phần eo dáng đồng phong xòe trước lại vải von cát, đảm bảo làm chiều lòng tất cả các chị em mình luôn. Váy đẹp này các chị, mềm và rất là mát luôn. Hôm nay chỉ có giá bao nhiêu ạ? 299.000 đồng thôi. Giá gốc em bán tại cửa hàng 450.000 đồng. Và trong bài live stream ngày hôm nay, form giấy đầm công sở dự tiền em giảm giá cho mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 299.000 đồng duy nhất trong bài live stream ngày hôm nay nha. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ nha các chị. Chất von cát cho cả nhà mình may kỹ lưỡng hai lớp nha các chị, có khóa kéo nằm đằng sau lưng, mã sản phẩm 1475. Chị nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng nha các chị. Chị Ngọc Nhi ok có đơn hàng luôn ạ. Còn chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng nha các chị. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là đồ cả nhà nha. Này vải màu đen nè, họa tiết là màu trắng nha các chị. Cái tông màu này tông màu cơ bản, chị nào mặc lên cũng đẹp hết trơn á. Chị khách nào da ngâm chốt cho em cái màu này, mặc lên nhìn trắng tươi luôn và họa tiết sẽ chạy theo chiều dọc cho cả nhà, mặc lên rất là gọn dáng luôn nha. 1475 hôm nay sale rẻ cả nhà, chị còn cái giá bao nhiêu ạ? 299.000 đồng thôi. Chị Nguyễn Như ok có đơn hàng luôn ạ. Chị Ngọc Như ok chốt 1475, chị còn có giá tiền là 299.000 đồng. Còn chị khách nào mình đặt hàng nữa mình tranh thủ nha, hai lớp có khóa kéo nằm đằng sau lưng nha các chị, mã sản phẩm 1475. Váy mấy màu vậy em? Dạ được một màu duy nhất chị, chỗ cái gam màu này các chị với lại cái họa tiết này nhìn sang lắm luôn á. Tất cả những màu đồng mới sắp em lưu ý giúp em làm, chị về được có một đợt duy nhất rồi em qua luôn chứ em không có về đi về lại. Chị nào đặt hàng trong bài live stream ngày hôm nay cố gắng chốt đơn nhanh nhanh cho em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn nha. Mã hàng với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi, nhanh tay lên đơn thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng. Chị Ngọc Thảo ok có đơn hàng, chị Nguyễn Như ok chốt, còn chị khách nào mình đặt hàng nữa mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn nha các chị. Mẫu đang mặc theo người mã sản phẩm 1475 hôm nay sale cả nhà ơi, 299.000 đồng thôi. Dạ ở đây em cao 1m65 nha chị, đồng này thì em mặc dài qua gối một chút xíu à. Đó đồng này thì rất là vừa mặc luôn. Chị 54kg size em 54kg, em chỉ 75 mình mặc size L, còn em trên 75 thì mình mặc size XL cho em là vừa nha. Đồng này em nói với cả nhà mình dễ mặc lắm, cái gam màu này mặc không hề kén da, họa tiết chạy theo chiều dọc, mặc lên nhìn dáng của mình rất là gọn luôn. Mà cái chất vải này đảm bảo làm chiều làm tất cả các chị em mình luôn ạ. Vải von cát đây là dòng vải cao cấp cho mình nha, giặt tay giặt máy thoải mái, mặc không sợ bị nhăn, không sợ quá mỏng đâu. Dòng von mà nó hở nó có độ dày dặn vừa phải, thích lắm cả nhà. Chị có giá bao nhiêu ạ? 299.000 đồng, em may kỹ lưỡng hai lớp luôn nha. Chị nào thích mặc một lớp thì về nhà tháo lót ra dùng em. Mã sản phẩm 1475. Chị nào vừa mới thấy bài live stream này thì em khuyên thiệt mình chút luôn, tại vì giá tại cửa hàng và những cái trang mạng khác của bên em hay là những bài live stream khác á là 450.000 đồng. Còn trong bài live stream ngày hôm nay, chị khách nào mình đặt hàng và có chia sẻ live stream em giảm giá luôn cho mình, chỉ có 299.000 đồng thôi. 63kg mình mặc 2XL cho em là vừa chị nha. Tùy theo cái chiều cao với lại cái vòng eo của mình, bên em sẽ có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn thêm nha. Cố gắng mình đặt hàng thật là nhanh cho em tư vấn. À chị Thảo ok có đơn hàng, chị Kim Trúc ok chốt 1475 luôn, 299. Còn chị nào mình đặt hàng đầm này nữa cả nhà ơi,
nhanh tay lên đơn thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng 1475 kèm số điện thoại đầm đang mặc cho người mã sản phẩm 1475. Chị nào mình đặt hàng thì ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng nha các chị. 1475 với số điện thoại cho em tư vấn chốt sale luôn. 49kg mình mặc size M là vừa chị nha, đầm rất là đẹp luôn cả nhà, từ 450 em giảm giá chia sẻ liền giùm em 3 lượt nha các chị, chưa có mất 10 giây, chưa đầy 10 giây đâu cả nhà ơi, chia sẻ liền giùm em 3 lượt lên tường vào nhóm và để với chế độ công khai. Còn chị nào không biết chia sẻ thì mình tìm nguồn trợ giúp từ người thân bạn bè liền nha các chị. Hôm nay sale rất là rẻ luôn, phải tranh thủ liền cả nhà ơi. Dạ 62kg mình mặc size 2XL cho em là vừa nha chị, tùy theo chiều cao phòng em tư vấn thêm. Chỗ nó đẹp lắm nha, dạ. Cái đầm này vải đẹp cực kỳ, không những vải nó đẹp mà cái phong của nó cũng sang nữa cả nhà ơi. Bây giờ bỏ lỡ kiếm biết khi nào ra các chị ạ. Tất cả những mẫu đầm mà sắp em về có một lần thôi là em qua luôn chứ không về đi về lại nha. Nhanh tay lên đơn sớm cả nhà. 64kg mình mặc 2XL cho em là vừa luôn nha chị, tùy theo chiều cao phòng em tư vấn lên đơn thêm cho cả nhà mình luôn. Mã hàng với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Rồi nhanh tay đặt hàng thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn ha. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị. Chốt ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Giá bao nhiêu cả nhà ơi? 299.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay thôi. 1521 mới vừa về hàng cả nhà ơi. Đầm này thiết kế sao là cổ sơ mi cho cả nhà mình, tay dài nha các chị. Đầm này đợt này em về cho mình tay dài quá trời, chị khách hỏi em luôn, em ơi sao lâu rồi chưa về đầm tay dài, thì hôm nay em có về cho cả nhà mình đây. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1521 nha các chị, được cho cả nhà mình 4 size đầy đủ luôn ha. Size M là XL với lại 2XL, từ 40kg cho tới tầm 65-66kg nè. Và eo tối là eo tầm 85-86 đổ về, cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm nha em nha các chị. Chất liệu vải von cho cả nhà mình, mềm mại nhẹ nhàng này các chị, mặc lên rất là mát luôn, đảm bảo làm chiều lòng tất cả các chị em mình luôn ạ. Cái gam màu xanh đen này mặc lên trời các chị ơi, nhìn rất là trắng luôn ha, và đường may của chị phải nó quá đẹp luôn ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1421, đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1421. Chị khách nào mình đặt hàng thì bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng nha các chị. Em váy này cả nhà có thể mặc đi đâu ạ? Đi chơi, đi tiệc, đi làm thoải mái thả ra luôn, chỉ có 349.000 đồng thôi nha. Giá gốc bán tại cửa hàng bao nhiêu cả nhà ơi? 408, còn trong bài livestream ngày hôm nay em sale rẻ luôn, chỉ còn có giá tiền là 349.000 đồng thôi, rất là rẻ luôn ạ. Ngay bây giờ chốt ngay cho em kẹo lỡ nha các chị, mã số sản phẩm với số điện thoại cho em. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1521, đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1521. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng nha các chị. 1521 và kèm luôn cho em cái số điện thoại là được luôn ha. Chị Tuyết Nga 1521, chị Na Nguyễn 1521, ok có đơn hàng luôn nè. Sơ mi mới về cả nhà ơi, một cái em làm sơ mi tay dài rất là xinh luôn ạ. Mẫu em đang mặc cho người mã sản phẩm 1521, em về hàng cho cả nhà mình được 4 size đầy đủ luôn nha, từ 40kg tới 65-66kg, mặc đẹp thoải mái. Chất liệu vải von cho cả nhà mặc lên rất là mát luôn cả nhà ơi, dễ chịu thoải mái lắm, không sợ bị nhăn nha các chị. Đầm này em may kỹ lưỡng hai lớp cho cả nhà mình, hai lớp bên ngoài lớp von cho cả nhà mình von hàng, còn lớp bên trong là lớp cô tông rất là mát mẻ dễ chịu luôn, có luôn cả hai túi này các chị. Và cả nhà thấy cái form may như thế nào ạ? Tay dài nè, nhánh eo cho cả nhà mình nè các chị, có xếp ly cả phía trước lẫn phía sau cho mình, cái form đúng đẹp luôn. Vậy mà ngày hôm nay em sale rất là rẻ luôn nha, giá bán tại cửa hàng 480.000 đồng, còn trong bài livestream ngày hôm nay em sale rẻ chỉ còn có giá tiền 349.000 đồng thôi ạ. Ở đây em cao 1m65, đầm này em mặc dài qua gối em nha các chị, mặc lên thì không sợ bị chụp ốp, không có sợ là bị lộ hay là sợ hở gì hết trơn nha các chị ơi. 53kg mình mặc size L cho em là vừa chị. Rồi cái phần vai thì em sẽ may hơi phòng một chút xíu, tay em may thoải mái không sợ bị chụp ốp tay nha. Chị Ngọc Thảo có đơn hàng luôn ạ. À, còn phần cổ tay sẽ có bo chung cho cả nhà mình, và cổng thun này thì nó không quá to cũng không quá nhỏ nha các chị, rất là vừa tầm mặt trời của cả nhà mình luôn ha. Sợ thun nhỏ quá, trời có nhiều chỗ bán cổng thun nhỏ xíu luôn cả nhà ơi, mặc một vài lần nó đứt thun mất tiêu rồi. Còn ở đây em phối với cả nhà nè, nó chất lượng tới từng chi tiết nhỏ cho mình luôn. Gam màu xanh đen thì mình mặc lên phải nói là cực kỳ trắng luôn ạ. À, và chấm mi nhỏ nhỏ này mặc lên rất là gọn dáng. Mấy màu vậy em? Dạ một màu duy nhất chị ơi, em 74 mình mặc size L nha chị. 4 size đầy đủ cho mình, dễ chọn, hiện tại em mới về hàng cho mình 4 size. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh chắc chắn có đơn, rồi mình đặt hàng chậm nó hết hàng nha các chị. Đây là hàng vải hiếm, lâu lâu em mới về được cho mình một đợt, và ngày hôm nay thì về cũng số lượng không có nhiều. Cả nhà mình, chị khách nào thấy bài livestream này
Chị nào may mắn thấy được bài livestream này của em từ 480 em giảm xuống chỉ còn có 349.000 đồng thôi. Đó, 458 là giá tại cửa hàng và những ở trang mạng khác của bên em nha. Ở những bài livestream khác thì giá của nó cao hơn nhiều. Còn riêng trong bài livestream ngày hôm nay em sẽ chỉ có 4 phút ngắn gọi thôi. Bây giờ hết nửa thời gian qua rồi các chị ơi. Chị nào mà đặt hàng thì em mình tranh thủ lên đơn sớm. Chị Khánh Tâm ok có đơn hàng luôn à. Chị Nguyễn Dương ok chốt à 1521. Đặt hàng cho em xin mã số sản phẩm và chị khách nào không có mã số sẽ bị bỏ qua đơn và chưa được chốt sale nha các chị. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1521, chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ phone giấy làm công sở dự tiệc cho cả nhà mình mặc lên rất là sang luôn ha. Tay này tay dài nha các chị, thích mặc tay dài để tay dài, không thích mặc tay dài có thể sửa nó lại, chỉnh nó một chút xíu thôi thành tay lỡ cũng được luôn nè. Chị khách nào thích mặc tay ngắn thì mình có thể là hả sửa lại thành tay ngắn cũng được nha các chị. Mà em thấy tay dài với tay lửng như vậy là rất là đẹp rồi ạ. Chỉ có 349.000 đồng thôi. Dạ eo 84 mình mặc size 2XL trên lòng vừa nha chị. Chị Thanh Tâm ok có đơn hàng, chị Ngọc Trâm ok chốt 1521 luôn ạ. À, một màu duy nhất cho cả nhà mình, về đúng một lần rồi qua luôn chứ không về đi về lại nha. Các chị mình cũng là đồng hành mới shop em cũng 5-7 năm nay là mình đã quá quen thuộc với lại uy tín và chất lượng mới shop đúng hơn nè. Nhưng mà chị nào mới vừa đi đến shop em khuyên thật lòng chốt ngay cho mẫu đồng này chắc chắn các chị mình ghiền luôn. Vải von này các chị ơi mặc mát cực kỳ luôn ha. Von còn chấm bi nhí nhí li ti nữa, vừa xinh nè vừa gọn vậy cho cả nhà mình mặc lên rất là trắng luôn. Chị có giá 349.000 đồng mã sản phẩm 1521. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1521. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ nha. Được kiểm tra hàng không em? Dạ được chứ Hiểu ơi, thoải mái. Được kiểm tra hàng thoải mái trước khi mình thanh toán nha. Em mặc trên livestream như thế nào về nhà mình nhận được hàng y chang như vậy cho em luôn ha. Đúng hàng đúng mẫu nhận luôn cho em nha các chị. Đầm siêu đẹp. Chị Nguyễn Ngọc Linh có đơn luôn ạ. À, mua đầm của shop nhiều lần rồi, lần nào cũng ơn em cảm ơn chị mình luôn ạ. À, còn chị khách nào mình đặt hàng nữa mình tranh thủ nha. Về nhà nhận được hàng thấy đẹp thấy ưng quay lại đây comment review sản phẩm liền cho em nha các chị. Chị sống với tôi ký có size không em? Có chị ơi, 4 size đầy đủ M là XL lại hãy tin L ha. Ở đây em cao 1m65, đầm này em mặc dài qua gối nha các chị. Đầm này cả có thể mặc đi chơi đi tiệc làm thoải mái tha ga. Trên livestream chị thấy đẹp một thôi các chị, về nhà nhận được hàng cái 1521 này đảm bảo các chị mình nghiện luôn đó. Chị có 349.000 đồng thôi ạ. À, mã sản phẩm 1521, đặt sớm em tư vấn đặt hàng chậm mới nó hết hàng nha các chị. 49kg size M cho em luôn ạ. À, chị Ngọc Lan ok có đơn hàng luôn ạ. À, chị Thảo Thảo có đơn hàng. Còn chị khách nào mình đặt hàng nữa mình tranh thủ chị Nguyễn Nga chốt đơn 1521 luôn nè. Chị còn có giá tiền là 349.000 đồng thôi cả nhà nha. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm giùm em tư vấn và chờ hàng luôn. 1521 chỉ còn có giá tiền là 349.000 đồng duy nhất trong bài livestream ngày hôm nay. 1496 quá đẹp luôn nè các chị, rất là sang luôn ha. Với cái gam màu mà hồng hồng mà hơi hơi đỏ đỏ như thế này phải nó quá đẹp luôn các chị ạ. À, hồng hồng này đỏ đỏ này hơi nâu nâu một chút xíu xinh quá rồi nha ơi. Váy này em đang có cho cả nhà mình được 4 size em mới vừa về hàng. Các chị ơi, đợt trước là em đã về cho mình rất là nhiều đầm vest rồi. Em về cho mình vest màu đen, màu xanh, màu vàng, màu đủ màu hết trơn. Nói chung là em đã về đủ hết trơn rồi. Có cái gam màu này em chưa về luôn đó. Chị nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm nha. Rồi tất cả những mẫu đầm thì em chỉ về được đúng một đợt duy nhất rồi em qua luôn chứ em không có về gì về lại. Chị nào mình đặt hàng thì em bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng nha các chị. 1496 kèm luôn cho em cái số điện thoại, chất liệu vải phi tuyết đảm bảo làm chiều lòng tất cả các chị em mình luôn nha. Váy thì mềm này các chị, sờ lên mức mượt luôn ha. Mặc vải của nó ấm ánh như thế này nè các chị. Rồi váy này hôm nay em sale rẻ luôn nha. 299.000 đồng trong bài lệ trưa ngày hôm nay. Chị khách nào mình đặt hàng thì bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng nha. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1496. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1496. Chị khách nào mà đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm nha các chị. 1496 với số điện thoại cho em là được ha. Em sale ngay trong bài lệ trưa ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng luôn ạ. À, mã hàng với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Sale ngay trong bài lệ trưa ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài. Chị Hồng Ngọc E83 mặc size 2XL cho em là vừa chị nha. Quá đẹp rồi nha ơi, quá xuất sắc, chốt ngay cái em đầm này liền ở nhà. Hôm nay thì em chính thức sale luôn cái mẫu đầm này nha. Giá bình thường em bán cho cả nhà bao nhiêu ạ? 399.000 đồng đúng không? Hôm nay quên giá đó đi cả nhà ơi. Em sale luôn cho mình chỉ còn có 299.000 đồng thôi ạ. À, thiết kế đầm này sẽ là cổ vest cho cả nhà mình, chăm chút từng đường may mũi chỉ, phải nói nó siêu đẹp luôn các chị. Mặc vải ấm ấm nha cả nhà mình ha, sờ lên mức mượt luôn các chị ơi. Đầm này trước là vải phi tuyết nha. Hàng vải bao đẹp cho cả nhà mình, váy lên form mềm mại nè. Đó, đứng form co giãn nhẹ nhàng hai
chiều cho mình. Chân váy xòe tròn tự nhiên che khéo được cái phần bụng rất là tốt, và cái gam màu này mặc lên siêu trắng luôn, một cái gam màu hồng đỗ nha. Trong tủ đồ mình có chưa? Nếu như chưa có, ngay bây giờ chốt liền, bỏ vào bộ sưu tập liền cả nhà. Hôm nay sale rẻ cho cả nhà mình luôn ha, chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 299.000 đồng duy nhất trong bài lại chuyện ngày hôm nay. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1496. Cổ vest cho các chị mình có phối với cả những cúc bầu thủ công chạy dài từ cổ áo xuống dưới phần chân váy cho cả nhà mình ha. Khóa kéo ẩn nằm đằng sau lưng cho mình, và đợt này em về cho mình được cái gam màu hồng đỏ nha các chị. Tất cả những mẫu bên shop em chịu về được một đợt duy nhất rồi em qua luôn, chứ em không có về để về lại cho ngày hôm nay. Chị khách nào may mắn thấy được bài live stream này đang sale đó, chốt ngay kẹo lỡ nha các chị ơi. 46kg CM nha chị, mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1496. Phong công sở dự tiệc hôm nay giảm giá luôn, từ 399 xuống chỉ còn có 299.000 đồng thôi nè. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1496, chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ liên giùm em nha. Chị Phan An ok có đơn hàng luôn à, chị Kim Ngọc ok chốt 1496. Sale luôn cả nhà giá bao nhiêu ạ? 299.000 đồng thôi. 63kg mình mặc size 2XL cho vào vừa chị nha. Tùy theo cái chiều cao với lại cái vòng eo của mình, bên em sẽ có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn nha. Em ở đây cao 1m65 nha các chị. Đầm này em mặc dài phủ gối của em, chân váy xòe nhẹ tự nhiên che khéo phần bụng tốt. Chị khách nào có bụng chốt ngay cho em mẫu đầm này, mặc lên che bụng thích lắm nha nhà ơi. Đẹp quá trời quá đất nha. Vải này có độ dày dặn vừa phải cho nên em chỉ may một lớp thôi, cả nhà mặc không có sợ thấy sợ lộ, mà mình cũng không có sợ thô cứng hay nóng nực khó chịu gì hết. Đầm này lên form này các chị, nó mềm rũ nè, dễ chịu lắm luôn. Rồi lên cái mặt vải của nó thì rất là mướt nha các chị, còn có co giãn nhẹ nhàng hai chiều nữa đây. Xinh quá trời quá đất luôn, các chị được có một màu duy nhất thôi đó. Mã sản phẩm là 1496. Cái đầm này là hả? Quá trời chị khách đặt hàng về nhà ưng các chị ạ. À, quay lại đây kiếm màu khác cho em không có. Ngày hôm nay thì số lượng em mỗi size chỉ còn mười mấy 20 cái là em hết rồi. Từ 399.000 đồng em sale xuống nhưng mà chỉ còn có 299.000 đồng thôi nha. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ lên đơn thật là sớm cho em tư vấn và chờ hàng luôn. 1496 kèm luôn cho em cái số điện thoại nha các chị. Váy đẹp, mềm rũ, mặc rất là mát, cả chừng có thể mặc đi chơi, đi tiệc, đi làm nè, đi hội họp này các chị, rất là đẹp luôn. Chị có giá bao nhiêu cả nhà ơi? 299.000 đồng, hàng chuẩn shop cho cả nhà mình. Lên form đứng form rất là đẹp nha các chị, chất là vải phi tuyết, cái mặt vải của nó hơi gân một chút xíu như thế này nha các chị. Đứng gần thì mình sẽ thấy rõ hơn nè. Nhưng mà cả giờ sờ lên giùm em, sờ lên một cái chỗ nó mướt lắm nè nhà ơi, không hề thấy cộm hay gì hết. Dạ 53kg mình mặc size L cho em là vừa chị. Chị em 84 mình mặc size 2XL cho em là vừa chị yêu nha. Tùy theo chiều cao vòng em tư vấn thêm nha. Lưu ý giùm em một điều, tất cả những bộ đồ mới sắp em chỉ về được một đợt là em qua luôn, chứ em không có về đi về lại. Cố gắng mà đặt hàng nhanh tay cho em tư vấn. 58kg cao mét 6 mặc size gì em? Dạ 58kg là mình mặc size XL chị, còn cao mét 6 thì chị mình nhìn giùm em nè. Đây, ở đây em cao 1m65 nè chị. Đầm em mặc dài qua gối của em một chút xíu nha, thì chị mình cao 1m6 thì mình mặc vẫn phủ gối, vẫn có thể đi làm được, vẫn rất là lịch sự luôn. 299.000 đồng nha các chị. Đặt hàng nhớ kỹ chia sẻ dùm em ba lượt, em giảm giá luôn từ 399 xuống 299.000 đồng. Chưa có chia sẻ là mình chưa có được chút giá rẻ nha cả nhà ơi. Rồi đặt hàng phải có mã số sản phẩm vào ạ, 1496 kèm số điện thoại, không có mã số sẽ bị bỏ qua đơn nha các chị, lưu ý giùm em nha. Hôm nay thì còn sai, ngày mai quay lại đây nhiều khi nó lẻ sai hoặc hết hàng rồi đó. Chị khách nào mà mình đặt hàng thì mình tranh thủ duy nhất trong bài livestream này đang sale rẻ thì chốt luôn cho em kẹo lỡ nha các chị, chỉ còn có giá 299.000 đồng thôi. Mã sản phẩm 1496, chị Kim Anh có đơn hàng rồi, có giao hàng không em? Có chị ơi, mua hàng online thì dĩ nhiên là em có giao về tới tận nhà nha chị. Mua tại cửa hàng giá nó cao lắm, 399.000 đồng. Còn trên livestream cũng cái em váy đó, cũng em váy này mà có 299.000 đồng thôi. Về nhà nhận được hàng em đảm bảo là chị ghiền liền, vải đẹp cực kỳ, đầm này trước lại vải phi tuyết chị nha. 299.000 đồng mã sản phẩm là 1496, chị khách nào mà đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm nha em nha các chị. Có co giãn không em? Có chị, co giãn nhẹ nhàng hai chiều, vải dày co giãn nhẹ nhàng hai chiều, không sợ bị nhăn gì hết trơn luôn, đầm đẹp cực kỳ. Chị mua về nhà đảm bảo là mình ưng liền. 1496 chỉ có 299.000 đồng thôi ạ. Còn chị khách nào mình đặt hàng nữa, mình tranh thủ lên đơn sớm em tư vấn luôn nha. 1509 hôm nay em sale cả nhà ơi, đầm này hết cái cổ vuông hay cái chị tay ngắn phòng nè, ôm eo dáng đồng phong trời che khéo được cái phần bụng rất là tốt cho cả nhà luôn. Máy may một lớp kèm luôn hai túi nha các chị, có khóa kéo phía sau lưng. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1509. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm với giùm em tư vấn và chờ hàng nha các chị. Chốt ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm nha em nha. Một lớp hai túi, khóa kéo nằm đằng sau lưng. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1509. Chị khách nào mình đặt hàng
thì mình tranh thủ lên đơn sớm nha các chị. Các chị mình đặt hàng nhanh chắc chắn là sẽ có đơn ha, còn chị khách nào mình đặt hàng chậm quá nó hết hàng uổng nha các chị ơi. Lên đơn thật là sớm nha, em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn nè, mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị. Chốt ngay trong bài live stream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm với dùm em tư vấn và chờ hàng luôn, mã hàng với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Sale ngay trong bài live stream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm với dùm em tư vấn và chờ hàng luôn ạ. Mã số với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Sale ngay trong bài live stream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm với dùm em tư vấn và chờ hàng luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1509. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1509. Chị nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1509 với số điện thoại cho em là được cả nhà ha. Sale ngay trong bài live stream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em tư vấn và chờ hàng luôn. 1509 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha các chị ơi. Chốt ngay trong bài live stream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn nè. 1509 kèm số điện thoại giá 299.000 đồng nha các chị. Các chị mình đặt hàng nhanh chắc chắn có đơn nha, đặt hàng chậm hết hàng nha các chị. Em chào chị Kim Thơ luôn ạ. 1509 kèm số điện thoại này các chị. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1509. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn nha. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Sale ngay trong bài live stream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm với giùm em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã hàng với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Nhanh tay lên đơn thật là sớm cho em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn ạ. 1.7 0.8. Rồi chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm với giùm em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn ha. Mã số với số điện thoại cho em là được cả nhà ơi. Sale ngay trong bài live stream ngày hôm nay nha các chị. Chị Thanh Thúy có đơn hàng luôn ạ. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1509 giá 299.000 đồng, rất là đẹp nha các chị. Đầm này mấy màu vậy em? Dạ được một màu á chị. Đầm này em mặc phụ gối nha, em cầm 65. Đầm này em mặc vừa phụ gối. Các chị thích mặc dáng dài mình cứ để dài dài như vậy mình mặc. Còn chị khách nào không thích mặc dáng dài thì mình có thể lên like cắt ngắn tùy theo ý thích của mình, mà không hề sợ bị mất phong đầm nha. Chị nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm với giùm em tư vấn và chờ hàng nha các chị. Chị Anh Phan ok có đơn hàng luôn ạ. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1509. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1509. Chị nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm với giùm em tư vấn và chờ hàng nha. 1509 kèm số điện thoại nha các chị ơi. Sale ngay trong bài live stream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Chị nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm với giùm em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn ha. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Chốt ngay trong bài live stream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm với giùm em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn ha. Mã hàng với số điện thoại cho em là được cả nhà ơi. Nhanh tay lên đơn sớm với giùm em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1509. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1509. Chị nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm với em luôn nha. 1509 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được cả nhà nha. Sale ngay trong bài live stream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm với giùm em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn ạ. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị. Chốt ngay trong bài live stream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm với giùm em nè. Chị Ruby Lê ok có đơn hàng luôn ạ. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1509 giá 299.000 đồng. 1509 hôm nay em sale rẻ nha các chị ơi, 299.000 đồng duy nhất trong bài live stream ngày hôm nay nha. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm với giùm em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị. Sale ngay trong bài live stream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm với giùm em tư vấn và chờ hàng luôn ạ. Váy mang cho cả nhà mình một lớp hai túi này các chị ơi, có co giãn nhẹ nhàng hai chiều và có khóa kéo nằm đằng sau lưng. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm 1509 giá 299.000 đồng nha các chị. Chỉ còn có giá tiền 299.000 đồng trong bài live stream ngày hôm nay nha. Chị Ngọc Lê ok có đơn hàng luôn ạ. Còn chị khách nào mình đặt hàng nữa mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1509. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1509. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ nha các chị. 1509 với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Chị còn có giá là 299.000 đồng ngày hôm nay. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh chắc chắn là sẽ có đơn hay các chị. Còn chị khách nào mình đặt hàng chậm nó hết hàng uổng nha. Lên đơn thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn nè. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1509. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1509. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ nha các chị. Chỉ còn có giá tiền 299.000 đồng thôi ạ. 299.000 đồng duy nhất hôm nay nha các chị.
Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1464 cả nhà nha. Hôm nay sale rẻ. Bao nhiêu cả nhà ơi? 299 ngàn đồng cho cả nhà. Ủa 349 ngàn đồng cho các chị mình ha. Này mã màu đen nè và những cái họa tiết dây xích chạy theo chiều sọc dọc cho cả nhà mặc lên rất là đẹp luôn. Váy may kỳ lượng hai lớp nha các chị, kèm luôn cả hai túi và cầu khoai kéo phía sau lưng. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm nha em luôn nè. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1464. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1464. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm 1464 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được cả nhà ha. Xem ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng nha các chị. Các chị mình đặt hàng nhanh đấy, chắc chắn là sẽ có đơn ha. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh chắc chắn có đơn nha các chị ơi. Còn chị khách nào mình đặt hàng chậm và nó hết hàng ủng nha, lên đơn thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn nè. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Rồi chốt ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm với giùm em tư vấn và chờ hàng. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1464. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1464 nha. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm với giùm em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn ạ. Rồi chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn ha. Mã số với số điện thoại cho em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn ạ. Rồi chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng nha các chị ơi. May kỹ lưỡng hai lớp kèm luôn hai túi có khóa kéo phía sau lưng. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1464. Chị nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn nha. Các chị mình đặt hàng nhanh chắc chắn là sẽ có đơn nha các chị. Còn chị khách nào mình đặt hàng chậm và nó hết hàng ủng nha, lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng nha các chị. 1464 kèm số điện thoại. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm 1464. Chị nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm nha em luôn nè. Các chị mình đặt hàng nhanh chắc chắn là sẽ có đơn hay các chị ơi, còn đặt hàng chậm nó hết hàng ổn nha, lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn ạ. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị, nhanh tay lên đơn thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn nè. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1464 ha. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1464. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm nha em tư vấn và chờ hàng nha các chị. 1464 kèm luôn cho em cái số điện thoại. Váy đẹp, mềm nè, rũ nè, mặc rất là mát, hai lớp kèm hai túi có khóa kéo phía sau lưng. Chị Quỳnh Anh ok chốt lên hàng luôn ạ. Còn chị khách nào mình đặt hàng đầm này nữa, mình tranh thủ lên đơn sớm nha em tư vấn và chờ hàng cả nhà nha. Mã hàng với số điện thoại cho em là được nha các chị. Sale ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Sale ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn ạ. Mã số với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Nhanh tay lên đơn thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn ạ. Rồi nhanh tay đặt hàng thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn nha. Mã số với số điện thoại cho em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn ạ. Số lượng rất là ít nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng luôn ạ. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Nhanh tay lên đơn thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn ạ. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1464. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1464. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm nha em nha. 1464 tư kèm luôn cho cái số điện thoại là được cả nhà ơi. Sale ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng chờ xa cho cả nhà mình luôn nha. Mã số với số điện thoại cho em là được cả nhà ơi. Sale ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng luôn ạ. 1464 kèm số điện thoại. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1464 ha. Chị nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng nha các chị. 1464 với số điện thoại nha các chị yêu ơi. Sale ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng. 299 ngàn đồng nha các chị. Chị còn có giá là 299 ngàn đồng ngày hôm nay thôi. Chị Thúy là ok có đơn hàng 1464 luôn ạ. Còn chị khách nào mình đặt hàng nữa, mình tranh thủ lên đơn sớm nha em nha các chị. Váy đẹp, mềm rũ này các chị yêu ơi. Mặc lên phải nói là siêu mát luôn. Khóa kéo này nằm đằng sau lưng. Chị nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm
với em nha. Đặt nhanh có đơn, đặt hàng chậm nó hết hàng uổng nha các chị. 1464 kèm số điện thoại đầm em đang mặc trên người, mã sản phẩm 1464. Chị nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm với em luôn nè. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Sale ngay trong bài live stream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm với giùm em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã hàng với số điện thoại cho em là được nha các chị. Chốt ngay trong bài live stream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha. Chị nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm với giùm em tư vấn và chờ hàng giờ xa cho cả nhà mình luôn. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị. Chốt ngay trong bài live stream ngày hôm nay, giá bao nhiêu ạ? 299.000 đồng thôi, chỉ còn có giá tiền là 299.000 đồng. Chị nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm với giùm em tư vấn và chờ hàng nha các chị ơi. Mã hàng với số điện thoại cho em là được cả nhà nha. Sale ngay trong bài live stream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn nè. Mẫu đang mặc trên người, mã sản phẩm là 1464, giá 299.000 đồng. Đầm đang mặc trên người, mã sản phẩm 1464, chỉ còn có giá tiền là 299.000 đồng thôi. Chị nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm giùm em tư vấn và chờ hàng giờ xa giá cả nhà mình luôn ha. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị. Chốt ngay trong bài live stream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Chị nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm giùm em tư vấn và chờ hàng. Chị bé Thanh có đơn 1464 luôn ạ. 40kg cho tới tầm 65kg, mặc đẹp thoải mái nha chị. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm giùm em tư vấn và chờ hàng cả nhà nha. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Chốt ngay trong bài live stream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng nha các chị ơi. Mã hàng với số điện thoại cho em là được, giá 299.000 đồng ha. Chị Hương Hoàng ok chốt đơn hàng luôn ạ. 1464 299.000 đồng, đầm đang mặc trên người, mã số 1464, nền vải màu đen cho cả nhà mình, sọc màu trắng nha. Có phối nam mình thêm cái sợi nơ để mình thắt cái eo lại, khóa kéo thì nằm đằng sau lưng. Mã sản phẩm là 1464. Rồi bây giờ chị khách nào mình đặt hàng đầm này của em thì mình tranh thủ lên đơn sớm nha. 1464 với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Sale ngay trong bài live stream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng luôn các chị yêu nha. Mã số với số điện thoại cho em là được cả nhà ơi. Nhanh tay lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng luôn nè. 1464 kèm luôn cho em cái số điện thoại, chỉ còn có giá tiền bao nhiêu các chị ạ? 299.000 đồng duy nhất trong bài live stream ngày hôm nay nha. Đặt hàng nhanh có đơn, đặt hàng chậm hết hàng nha các chị.